Xin chào tất cả các em. Cô xin tự giới thiệu, cô là Nguyễn Thị Hồ Lý, giáo viên trường Trung học phổ thông Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Hôm nay cô rất vui khi được đồng hành cùng với các em trong chương trình dạy học trên truyền hình môn địa lý lớp 12 của đài truyền hình Hưng Yên. Các em thân mến, dọc theo tuyến quốc lộ 1, đi qua giải đất miền Trung đầy nắng và gió, chúng ta sẽ được đến một vùng đất nằm ở phía đông nam của Tổ quốc. Một vùng đất phát triển hết sức năng động và với vị thế là đầu tàu trong nền kinh tế của cả nước, đó chính là Đông Nam Bộ. Vấn đề nổi bật mà cô và các em sẽ tìm hiểu trong bài học hôm nay, đó chính là vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu. Chúng ta sẽ đi vào bài 39, vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ. Nội dung của bài hôm nay gồm 2 phần. Phần 1 là khái quát chung. Trong phần khái quát chung này, chúng ta sẽ tìm hiểu những nét khái quát cơ bản nhất về vị trí địa lý, về lãnh thổ của Đông Nam Bộ. Ngoài ra, chúng ta sẽ tìm hiểu những đặc điểm nổi bật về kinh tế xã hội của Đông Nam Bộ trong phần 1 nhỏ này. Nội dung thứ 2, và đây cũng chính là trọng tâm của bài, chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ. Và vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở đây, ta sẽ đề cập đến trong 4 lĩnh vực. Thứ nhất là trong công nghiệp, thứ hai là trong khu vực dịch vụ, thứ ba là trong nông lâm nghiệp và thứ tư là trong phát triển tổng hợp kinh tế biển. Nội dung thứ hai trong sách giáo khoa là một số thế mạnh và hạn chế chủ yếu của vùng thì đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giảm tải, cho nên cô sẽ không đề cập đến trong bài hôm nay. Tiếp theo là chúng ta đi vào nội dung thứ nhất của bài, phần khái quát chung. Các em có thể quan sát vào bản đồ 7 vùng kinh tế của cả nước để chúng ta xác định vị trí địa lý của Đông Nam Bộ. Vậy Đông Nam Bộ nằm ở đâu trên bản đồ các vùng kinh tế? Thì sau đây cô sẽ giúp các em giải quyết được câu hỏi này. Các em quan sát trên bản đồ, đây chính là toàn bộ lãnh thổ của Đông Nam Bộ. Như vậy, về mặt vị trí địa lý của Đông Nam Bộ thì các em có thể thấy Đông Nam Bộ có vị trí địa lý liền kề với các vùng kinh tế, đó là Tây Nguyên, Duyên Hải Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, Đông Nam Bộ tiếp giáp với Campuchia ở phía Tây và Tây Nam, tiếp giáp với Biển Đông ở phía Đông và Đông Nam. Từ đặc điểm về vị trí địa lý này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho Đông Nam Bộ giao lưu và phát triển kinh tế với các vùng trong cả nước và với nước ngoài bằng cả đường bộ, đường biển và đường hàng không. Thế còn về mặt lãnh thổ thì sao? Về lãnh thổ của Đông Nam Bộ thì chúng ta có thể thấy Đông Nam Bộ gồm 6 tỉnh, thành phố, trong đó có một thành phố trực thuộc Trung ương, đó là thành phố Hồ Chí Minh. 5 tỉnh còn lại bao gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh. Với tổng diện tích của vùng là 23,6 nghìn km vuông, dân số năm 2006 là 12 triệu người. Và theo số liệu thống kê mới nhất, sau cuộc tổng điều tra dân số ngày 1 tháng 4 năm 2019, thì dân số của vùng xấp xỉ là 17,8 triệu người. Đông Nam Bộ là một vùng có nền kinh tế hàng hóa sớm phát triển. Với vị thế về vị trí địa lý, về các nguồn tài nguyên thiên nhiên, về nguồn nhân lực, về cơ sở vật chất kỹ thuật và cơ sở hạ tầng. Đồng thời lại có những chính sách phát triển phù hợp, cho nên Đông Nam Bộ đã thu hút mạnh được cái nguồn vốn đầu tư cả trong và ngoài nước. Chính vì vậy, trong nhiều năm liền, Đông Nam Bộ có kinh tế dẫn đầu cả nước về GDP, về giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu và thu hút mạnh được cái nguồn vốn đầu tư. Các em có thể quan sát vào bảng 39 một số chỉ số của Đông Nam Bộ so với cả nước năm 2005 và ở đây cô bổ sung thêm số liệu của năm 2014, đơn vị là phần trăm. Các em có thể thấy về diện tích, Đông Nam Bộ chỉ chiếm 7,1% diện tích của cả nước. Nhưng về dân số, Đông Nam Bộ chiếm đến 14,3% dân số của cả nước vào năm 2005. Và đến 2014 thì Đông Nam Bộ chiếm 17,4% về dân số cả nước. Như vậy chúng ta có thể khẳng định rằng Đông Nam Bộ là một vùng có dân số đông và mật độ dân số cao. Thế nhưng các chỉ số về kinh tế như tổng sản phẩm trong nước, GDP, giá trị
sản xuất công nghiệp, số dự án FDI được cấp phép, tổng vốn đăng ký FDI luôn đứng ở vị trí số 1 cả nước và chiếm một tỷ trọng rất cao. Thì các em có thể quan sát vào bảng số liệu. Và chúng ta có thể thấy là đến năm 2014 thì các chỉ số này mặc dù nó có xu hướng giảm đi chút ít nhưng nó vẫn giữ vị trí số 1 trong các vùng kinh tế của cả nước. Về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bình quân đầu người, năm 2005 gấp 2,3 lần so với cả nước và đến năm 2014 thì gấp 1,9 lần so với cả nước. Là vùng kinh tế dẫn đầu cả nước với nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội, cho nên vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu là vấn đề nổi bật của vùng Đông Nam Bộ. Vậy khai thác lãnh thổ theo chiều sâu chúng ta cần hiểu như thế nào và vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu được thể hiện trong những lĩnh vực nào thì cô mời các em đi tìm hiểu sang nội dung thứ hai của bài khai thác lãnh thổ theo chiều sâu. Khái niệm về khai thác lãnh thổ theo chiều sâu đó là khai thác lãnh thổ theo chiều sâu là việc nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thổ trên cơ sở đẩy mạnh đầu tư vốn khoa học công nghệ để nhằm khai thác tốt nhất các nguồn lực tự nhiên và kinh tế xã hội, đồng thời đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và giải quyết tốt các vấn đề xã hội cũng như bảo vệ môi trường. Và từ bốn cái mục tiêu này thì hướng đến một mục tiêu chung và mục tiêu cao nhất, đó là phát triển bền vững ở Đông Nam Bộ. Phần khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong lĩnh vực thứ nhất chúng ta sẽ đi tìm hiểu, đó là trong công nghiệp. Thì trong công nghiệp, Đông Nam Bộ luôn dẫn đầu cả nước về tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp. Và với vị trí ưu thế hàng đầu của các ngành công nghệ cao như luyện kim, điện tử, tin học, chế tạo máy, ngành hóa dược, ngành hóa dầu và thực phẩm, vân vân. Thế và quan sát vào bản đồ kinh tế chung của Đông Nam Bộ thì các em có thể thấy ở Đông Nam Bộ hình thành hàng loạt các trung tâm công nghiệp có quy mô lớn và rất lớn của cả nước. Trong đó thì trung tâm công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp có quy mô rất lớn. Các trung tâm có quy mô lớn, ví dụ như là trung tâm công nghiệp Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trung tâm công nghiệp Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai và trung tâm công nghiệp Thủ Dầu Một thuộc tỉnh Bình Dương. Các trung tâm công nghiệp này đều có cơ cấu ngành hết sức đa dạng. Vấn đề phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ thì đặt ra một cái vấn đề, đó là sử dụng về nguồn năng lượng. Cho nên nội dung thứ nhất chúng ta tìm hiểu trong phần này là tăng cường cải thiện và phát triển nguồn năng lượng. Vậy cơ sở nguồn năng lượng của vùng đã từng bước được giải quyết nhờ việc phát triển nguồn điện và mạng lưới điện. Thì các em đi vào nội dung thứ nhất là về phát triển nguồn điện. Trong vùng đã xây dựng được một số nhà máy thủy điện, ví dụ như nhà máy thủy điện Trị An trên sông Đồng Nai với công suất 400 MW. Ngoài ra thì còn có các nhà máy thủy điện khác như nhà máy thủy điện Thác Mơ, nhà máy thủy điện Cần Đơn trên sông Bé. Cùng với việc phát triển các nhà máy thủy điện là việc phát triển các nhà máy nhiệt điện. Thì từ khi đưa được khí đồng hành vào đất liền, việc xây dựng và phát triển các nhà máy điện chạy bằng tuốt pin khí cũng được đẩy mạnh ở Đông Nam Bộ. Trong đó hàng đầu đó là nhà máy điện tuốt pin khí Phú Mỹ với tổng công suất lên đến 4.164 MW. Ngoài ra trong vùng còn xây dựng một số nhà máy điện chạy bằng tuốt pin khí như nhà máy điện Bà Rịa, nhà máy điện Thủ Đức. Ngoài phát triển thủy điện, phát triển nhiệt điện chạy bằng tuốc pin khí thì trong vùng còn phát triển các nhà máy điện chạy bằng dầu phục vụ cho các khu công nghiệp và khu chế xuất. Song song với việc phát triển nguồn điện thì việc phát triển mạng lưới điện cũng được vùng đặc biệt đẩy mạnh. Hệ thống đường dây siêu cao áp 500 kV Bắc Nam dẫn điện từ Hòa Bình cho đến Phú Lâm của thành phố Hồ Chí Minh đã được đưa vào hoạt động từ giữa năm 1994, có một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc cung cấp điện năng cho vùng. Ngoài ra thì ở vùng còn xây dựng được các trạm biến áp 500 kV, một số mạch 500 kV, các công trình 220 kV, rồi các công trình
trung thế và hạ thế cũng được đầu tư góp phần đảm bảo việc cung cấp điện năng cho vùng. Vấn đề thứ hai trong phát triển công nghiệp theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ đó là cần nâng cao hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đặc biệt là mạng lưới giao thông vận tải. Quan sát vào bản đồ giao thông vận tải trong Atlas địa lý trang 23 thì các em có thể thấy Đông Nam Bộ, hay nói cách khác là thành phố Hồ Chí Minh, là đầu mối giao thông quan trọng bậc nhất của cả nước. Tập trung rất nhiều các loại hình giao thông vận tải, trong đó có đường bộ, đường sông, đường biển, đường hàng không. Ở đây giao thông vận tải đường bộ thì các em đã biết là tuyến quốc lộ số 1 theo hướng Bắc Nam là tuyến giao thông huyết mạch của cả nước, cũng đi qua vùng, đảm bảo việc nối liền kinh tế của vùng Đông Nam Bộ với các vùng khác ở phía Bắc và các vùng kinh tế ở phía Nam. Về giao thông vận tải đường sắt thì tuyến đường sắt thống nhất Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thì thành phố Hồ Chí Minh chính là điểm mút cuối cùng của cái tuyến đường sắt dài hơn 1.700 km này. Ngoài ra trong vùng còn có các tuyến quốc lộ quan trọng nối liền các trung tâm kinh tế của vùng với các cửa khẩu ở phía Tây, ví dụ như tuyến quốc lộ 22 đi cửa khẩu Mộc Bài, cửa khẩu Sa Mát, tuyến quốc lộ số 13 đi cửa khẩu Hoa Lư. Ngoài ra còn có các cái tuyến quốc lộ nối liền các trung tâm kinh tế của vùng với các vùng khác. Ví dụ như là tuyến quốc lộ số 14, tuyến quốc lộ số 20. Về giao thông vận tải đường hàng không thì chúng ta có thể thấy là trong vùng cũng có rất nhiều các cái sân bay, trong đó có sân bay quốc tế lớn thứ hai của cả nước là sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện nay trong vùng cũng đang xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Hy vọng trong tương lai khi sân bay quốc tế Long Thành được đưa vào hoạt động thì nó sẽ đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa và hành khách của vùng cũng như của cả nước. Về giao thông vận tải đường biển thì với nhiều lợi thế để phát triển giao thông vận tải đường biển, trong vùng đã xây dựng được các cảng và cụm cảng quan trọng như cảng Sài Gòn, Vũng Tàu và Thị Vải. Vấn đề thứ ba trong phát triển công nghiệp theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ đó là cần mở rộng hợp tác đầu tư nước ngoài, chú trọng các ngành công nghiệp trọng điểm, công nghệ cao, đặc biệt là ngành hóa dầu. Các em quan sát vào biểu đồ đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp giấy phép phân theo địa phương năm 2018 thì chúng ta có thể thấy là Đông Nam Bộ là vùng dẫn đầu cả nước về số dự án và số vốn đăng ký. Tuy nhiên, trong vấn đề phát triển công nghiệp với mức độ tập trung rất cao ở Đông Nam Bộ đặt ra một cái vấn đề, đó là tình trạng ô nhiễm môi trường, cho nên môi trường cần đặc biệt được quan tâm ở vùng, tránh cái tình trạng gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến ngành du lịch, là cũng là một trong những ngành mà có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của vùng. Các em có thể quan sát các hình ảnh trên bảng thì chúng ta có thể thấy hình ảnh số 1 là tình trạng ô nhiễm môi trường trên sông Thị Vải do công ty Vedan gây ra. Ngày 13 tháng 9 năm 2008, Đoàn Kiểm tra Liên ngành của Bộ Công an và Bộ Tài nguyên Môi trường đã bắt quả tang công ty Vedan xả một lượng lớn nước thải chưa qua xử lý ra sông Thị Vải và gây tình trạng ô nhiễm môi trường một cách nghiêm trọng trong một thời gian dài. Hình ảnh số 2 là tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải trên bãi biển Vũng Tàu làm ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch của tỉnh này. Thế như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ trong lĩnh vực công nghiệp. Vậy trong lĩnh vực dịch vụ thì vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu được thể hiện như thế nào? Cô và các em sẽ đi tìm hiểu sang phần B nhỏ, khu vực trong khu vực dịch vụ. Trong khu vực dịch vụ, Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về tăng trưởng nhanh và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế của vùng. Hoạt động dịch vụ ngày càng đa dạng, gồm thương mại, ngân hàng, hàng hải, viễn thông, du lịch, v.v. Quan sát vào Atlas Địa lý Việt Nam, trang 24, bản đồ về thương mại, thì các em có thể thấy là giá trị xuất nhập khẩu của các tỉnh được ký hiệu
là biểu đồ hình cột, thì các tỉnh thuộc Đông Nam Bộ có cái giá trị xuất nhập khẩu rất cao, gần như là cao nhất so với các tỉnh khác trong cả nước. Tuy nhiên thì vấn đề phát triển theo chiều sâu trong khu vực dịch vụ cần phải hoàn thiện về cơ sở hạ tầng. Chúng ta đi sang nội dung thứ 3C là vấn đề phát triển theo chiều sâu trong nông lâm nghiệp. Thì thứ nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, các em đi tìm hiểu về thế mạnh để phát triển nông nghiệp của Đông Nam Bộ. Các em có thể quan sát vào bản đồ tự nhiên của Đông Nam Bộ thì chúng ta có thể thấy Đông Nam Bộ về đất đai gồm hai nhóm đất chính. Một là đất đỏ ba gian với tầng đất dày, giàu chất dinh dưỡng, tơi xốp và chiếm một cái diện tích rất lớn, khoảng 40% diện tích lãnh thổ của vùng. Nhóm đất thứ hai là nhóm đất xám trên phù sa cổ, mặc dù chiếm diện tích nhỏ hơn, kém tơi xốp hơn so với đất đỏ ba gian. Thế tuy nhiên đất xám lại dễ thấm nước và dễ thoát nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trồng cây công nghiệp. Thế mạnh thứ hai là chúng ta tìm hiểu để phát triển nông nghiệp ở Đông Nam Bộ, đó là thế mạnh về khí hậu. Khí hậu của Đông Nam Bộ mang đặc điểm là khí hậu cận xích đạo, nóng quanh năm, tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng vật nuôi có thể sinh trưởng và phát triển tốt. Thế mạnh thứ ba, đó là hệ thống các công trình thủy lợi được cải thiện. Đây là ba cái thế mạnh chủ yếu tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp ở Đông Nam Bộ. Chúng ta đi sang nội dung thứ hai, đó là hướng phát triển nông nghiệp của vùng. Thì hướng thứ nhất, vấn đề thủy lợi có ý nghĩa hàng đầu. Vậy tại sao vấn đề thủy lợi lại được đặt lên hàng đầu ở Đông Nam Bộ? Thì các em có thể thấy phần khí hậu cô đã đề cập đến, Đông Nam Bộ có đặc điểm là khí hậu cận xích đạo, nóng quanh năm, được chia thành hai mùa mưa khô rõ rệt. Mùa khô ở đây kéo dài và diễn ra khá sâu sắc, cho nên dẫn đến tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Chính vì vậy, vấn đề thủy lợi có ý nghĩa hàng đầu trong phát triển nông nghiệp ở Đông Nam Bộ. Trong vùng đã xây dựng được hàng loạt các cái công trình thủy lợi lớn, đó là công trình thủy lợi Hồ Dầu Tiếng thuộc tỉnh Tây Ninh, công trình thủy lợi Phước Hòa thuộc tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Quan sát hình ảnh trên bảng, đó là hình ảnh về công trình thủy lợi Hồ Dầu Tiếng và công trình thủy lợi Phước Hòa. Hai dự án thủy lợi, hai công trình thủy lợi này nó có một cái vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc phát triển nông nghiệp ở Đông Nam Bộ. Thì ý nghĩa thứ nhất là giải quyết một phần nước tưới vào mùa khô cho sản xuất nông nghiệp của vùng. Ý nghĩa thứ hai, nó góp phần làm tăng hệ số sử dụng đất. Và ý nghĩa thứ ba, làm cho diện tích trồng trọt của vùng được tăng lên. Cái hướng phát triển thứ hai trong nông nghiệp ở Đông Nam Bộ, đó là trong vùng đã thay đổi cơ cấu cây trồng, thay thế các giống cao su già cỗi bằng giống cao su có năng suất cao, đồng thời đưa vào trồng với quy mô lớn các loại cây công nghiệp khác như cà phê, hồ tiêu, điều, mía, đỗ tương. Và chính việc phát triển các cây công nghiệp lâu năm ở Đông Nam Bộ góp phần giúp cho vùng trở thành một vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất cả nước. Các em có thể quan sát vào bản đồ thì chúng ta thấy là rất nhiều các cây công nghiệp được trồng ở Đông Nam Bộ, trong đó đặc biệt là cây cao su được trồng trên hầu hết các tỉnh thuộc Đông Nam Bộ và tập trung chủ yếu ở các tỉnh như là Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh. Sau đây các em có thể quan sát một số hình ảnh về các cây công nghiệp chủ yếu được trồng ở Đông Nam Bộ. Thứ nhất là cây cao su. Ngoài ra thì trong vùng còn phát triển cây điều, cây hồ tiêu là những cây công nghiệp lâu năm. Cây mía, cây đậu tương là cây công nghiệp hàng năm. Thế vấn đề phát triển lãnh thổ theo chiều sâu trong lâm nghiệp được thể hiện như thế nào? Thì vốn rừng của vùng mặc dù ít nhưng cần được bảo vệ, trong đó đặc biệt là rừng đầu nguồn. Đồng thời cần phục hồi và phát triển các vùng rừng ngập mặn
ở khu vực ven biển. Các vườn quốc gia và khu dự trữ sinh quyển cũng cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Các em có thể quan sát vào các hình ảnh trên bảng. Hình ảnh số 1 là loài tê giác Java được phát hiện vào tháng 5 năm 1999, nhưng không lâu sau đó là đến tháng 10 năm 2010, loài tê giác này đã chính thức bị tuyệt chủng. Và loài tê giác Java này được phát hiện tại vườn quốc gia Cát Tiên. Hình ảnh số 2 và hình ảnh số 3 là hình ảnh về khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ. Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ với hệ động thực vật hết sức đa dạng, độc đáo và đặc trưng, cho nên nó đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới vào năm 2000. Và khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ này được mệnh danh là lá phổi xanh điều hòa thời tiết cho thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là cô và các em đã đi tìm hiểu vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở lĩnh vực thứ 3 là trong nông lâm nghiệp. Chúng ta chuyển sang lĩnh vực thứ 4 là trong phát triển tổng hợp kinh tế biển. Nhắc đến việc phát triển tổng hợp kinh tế biển thì chúng ta phải nhắc đến việc phát triển của 4 ngành kinh tế: giao thông vận tải biển, du lịch biển, khai thác khoáng sản từ biển và nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản. Chúng ta đi vào lĩnh vực tìm hiểu về thế mạnh để phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Đông Nam Bộ. Thế mạnh để phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Đông Nam Bộ thì chúng ta đã biết Đông Nam Bộ có nguồn khoáng sản hết sức phong phú, đặc biệt là dầu khí có trữ lượng lớn ở thềm lục địa. Các em quan sát vào bản đồ, các em có thể thấy rất nhiều các mỏ dầu đã đang được khai thác ở khu vực Đông Nam Bộ với trữ lượng rất là lớn, như là mỏ Hồng Ngọc, mỏ Dạng Đông, mỏ Bạch Hổ, mỏ Rồng. Thế mạnh thứ hai đó là trong vùng có nguồn lợi sinh vật biển hết sức phong phú và đa dạng, bởi Đông Nam Bộ nằm trong cái ngư trường trọng điểm lớn thứ hai của cả nước, đó là ngư trường Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa, Vũng Tàu. Và quan sát vào bản đồ, các em có thể thấy là dọc bờ biển, ven biển của Đông Nam Bộ có rất nhiều bãi cá và bãi tôm, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thủy sản của vùng. Thứ ba là trong vùng có điều kiện thuận lợi để phát triển giao thông vận tải và du lịch biển. Thế đấy là những cái thế mạnh nổi bật để phát triển tổng hợp kinh tế biển. Chúng ta đi sang phần thứ hai là hiện trạng phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Đông Nam Bộ. Hiện trạng thứ nhất, việc khai thác dầu khí có quy mô ngày càng lớn đã có tác động mạnh đến sự phát triển của vùng. Quan sát hình ảnh trên bảng thì các em có thể thấy là hình ảnh giàn khoan khai thác dầu khí trên biển Đông trong vùng Đông Nam Bộ. Thứ hai, hiện trạng thứ hai là Đông Nam Bộ đã phát triển thành các trung tâm du lịch lớn của cả nước. Và hiện trạng thứ ba là việc phát triển ngành công nghiệp lọc hóa dầu và các ngành dịch vụ khai thác dầu khí đã thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế và sự phân hóa lãnh thổ của Đông Nam Bộ. Quan sát vào bản đồ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thì chúng ta có thể thấy là Đông Nam Bộ đóng một cái vai trò rất quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bao gồm 8 tỉnh thành, trong đó nó gồm toàn bộ 6 tỉnh mà các em đã đề cập đến ở phần 1 của Đông Nam Bộ, thêm 2 tỉnh nữa đó là Long An và Tiền Giang. Cho nên về mặt kinh tế thì Đông Nam Bộ có một vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế, trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thế về hướng phát triển, trong phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Đông Nam Bộ thì ở đây hướng thứ nhất là đẩy mạnh khai thác tài nguyên sinh vật biển, khai thác khoáng sản vùng thềm lục địa, du lịch biển và giao thông vận tải biển. Hướng thứ hai, cần xây dựng các tổ hợp sản xuất khí điện đạm, tiếp tục phát triển công nghiệp lọc và hóa dầu và các cái ngành dịch vụ khai thác dầu khí. Hướng thứ ba, cần đặc biệt chú ý đến vấn đề môi trường biển trong quá trình khai thác, vận chuyển và chế biến dầu mỏ. Quan sát
lên trên bảng thì các em có thể thấy được cái tình trạng ô nhiễm môi trường biển do khai thác dầu khí, đó là sự cố tràn dầu gây tình trạng ô nhiễm môi trường biển một cách nghiêm trọng. Như vậy, nội dung kiến thức mà các em cần nắm được trong bài hôm nay gồm có hai nội dung chính. Một là khái quát chung thì các em cần nắm được đặc điểm về vị trí địa lý, lãnh thổ của Đông Nam Bộ. Và đồng thời các em nắm được những cái nét khái quát cơ bản nhất về kinh tế, xã hội của Đông Nam Bộ. Phần thứ hai là khai thác lãnh thổ theo chiều sâu thì các em cần nắm được vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong từng lĩnh vực, đó là công nghiệp, dịch vụ, nông lâm nghiệp và phát triển tổng hợp kinh tế biển. Sau đây, để khắc sâu kiến thức, cô mời các em tìm hiểu sang phần tiếp theo, đó là phần luyện tập. Cô đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm để các em làm. Câu số 1. Dựa vào Atlas Địa lý Việt Nam, trang 29, em hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về các trung tâm công nghiệp ở Đông Nam Bộ. A. Gồm các trung tâm có quy mô lớn và rất lớn. B. Không có quy mô nhỏ và trung bình. C. Cơ cấu ngành rất đa dạng. Và D. Phân bố rộng khắp trong vùng. Thế các em quan sát vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 29 thì chúng ta có thể thấy đáp án chính xác ở đây là đáp án D, phân bố rộng khắp trong vùng. Các trung tâm công nghiệp này phân bố không rộng khắp. Câu 2. Ngành kinh tế biển nào sau đây thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ? A. Giao thông vận tải biển. B. Khai thác tài nguyên sinh vật biển. C. Khai thác chế biến dầu khí. D. Du lịch biển đảo. Đáp án chính xác ở đây là đáp án C, khai thác chế biến dầu khí. Câu số 3. Ý nào sau đây không thể hiện vai trò quan trọng của các công trình thủy lợi ở Đông Nam Bộ? A. Tăng diện tích đất trồng trọt. B. Giải quyết nước tưới cho các vùng khô hạn. C. Tăng hệ số sử dụng đất hàng năm. Và D. Là chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Thì đáp án chính xác ở đây là đáp án D, chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Như vậy là cô và các em đã tìm hiểu xong nội dung của bài học. Về hướng dẫn học bài ở nhà thì các em về nhà học bài và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa trang 182. Đồng thời các em chuẩn bị trước bài mới, đó là bài 41, vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long, bởi vì bài 40 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giảm tải. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em.